công văn 3441 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành vào chiều ngày 21 tháng 8, trùng vào ngày nghỉ cuối tuần. Trong ngày hôm nay, khi bị kiểm tra, gần như cán bộ, viên chức và công nhân lao động đều không xuất trình được giấy đi đường theo mẫu mới. Mới nghe hôm qua, hôm nay đi trực về nên là chưa kịp. Cái này thì em đã đọc thông báo em biết hôm qua rồi. Thì sáng nay em vào thì nhờ cơ quan xác nhận thôi. Tại vì em chưa biết là đổi mẫu mới để em về nhắn công ty rồi nhìn đổi mẫu mới. Trong ngày hôm nay, lực lượng công an ở tất cả 9 quận huyện trên toàn thành phố đều ra quân kiểm tra. Cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, tuyên truyền để người dân biết. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt sẽ được thực hiện từ ngày 24 tháng 8. Ngày mai là sẽ bắt đầu là áp dụng cái mẫu mới giấy đi đường này. Ngày hôm nay thì chỉ nhắc nhở thôi. Công văn 3441 quy định giấy đi đường phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp. Cùng với đó là Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, nơi đơn vị hoạt động. Tuy nhiên, cuối giờ sáng hôm nay, 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành hỏa tốc công văn 3056 hướng dẫn triển khai. Theo đó, giấy đi đường mới chỉ cần xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Riêng đối với công nhân, doanh nghiệp phải lập danh sách gửi Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện quản lý. Để tránh bị phạt thì cán bộ, công nhân cần di chuyển đúng cung đường. Cái mẫu giấy đi đường của từng cá nhân ghi cụ thể là cung giờ, rồi cái điểm đi, điểm đến. Tại vì có một số các anh chị là ở các địa bàn khác nhau thì cung đường đi sẽ khác nhau. Và do đó mỗi một người sẽ phải có một cái cung đường và một cái giờ đi nhất định để đảm bảo được là một cung đường, hai điểm đến. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành giấy đi đường mẫu mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ra đường không cần thiết hoặc lợi dụng giấy đi đường do cơ quan, doanh nghiệp cấp để di chuyển không đúng mục đích. Vì mục tiêu sớm khống chế dịch bệnh, những cán bộ, viên chức và người lao động không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm. Khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, lực lượng